Hello, xin chào mọi người đã quay trở lại với channel của mình. Và mình là Stu, chào mừng mọi người đã quay trở lại với channel của mình. Và đây là một cái video khá là ngẫu nhiên trong khoảng thời gian này đúng không? Và mình chia sẻ lại một vài kinh nghiệm của mình ngày trước khi mà mình ôn thi. Và mình ghi tiêu đề bằng bút Tombow. Và sau đó thì mình đổ bóng qua phía bên tay phải nhá. Mình có vẽ một bạn ấy, bạn ấy sẽ cười rất là toe toét và cầm một tờ đề. Và mình hy vọng là các bạn ôn tập và luyện tập chăm chỉ để khi mà các bạn cầm tờ đấy các bạn cười toe ra, các bạn hạnh phúc vì các bạn trúng tủ. Các bạn á, mình phải gọi là thánh luôn. Vì sao hả? Ngày xưa mình cũng là thánh đó các bạn. Thầy cô ở trên lớp thì chưa kịp nói xong đã cầm đèn chạy trước ô tô rồi. Còn lúc mà ôn thi á, thì nước đến chân mới nhảy. Khoảng thời gian mà các bạn ôn thi thì trước đó thì các bạn được nghỉ được ôn thi đúng không? Tâm lý của các bạn trong đầu luôn luôn suy nghĩ là còn sớm mà, học nhanh mà, tối nay tối thi còn lâu lắm, học kịp chán thôi, để mai học. Và ngày mai các bạn cũng lặp lại như vậy á, thì đến gần lúc thi các bạn không có đủ thời gian để ôn thi đâu. Mình khuyên các bạn là ôn thi sớm. Và nếu như các bạn hôm nay mà các bạn không học và luyện tập càng sớm á, thì ngày mai các bạn luyện tập á, các bạn phải chạy rất là nhanh để đuổi kịp những cái kiến thức mà các bạn và thời gian mà các bạn cần có. Tiếp theo là một vài lời khuyên của mình trong quá trình mà các bạn ôn thi nhanh. Để ôn thi nhanh thì trong quá trình học thì các bạn phải luyện tập rất là nhiều. Phương pháp học đầu tiên của mình đó là phương pháp học ngắt quãng. Ví dụ như là hôm nay các bạn có tiết văn Bình Ngô Đại Cáo, tối về các bạn ôn lại bài, ngày mai các bạn ôn lại bài, một tuần các bạn ôn lại bài, xong tuần sau ôn lại bài, thì lượng kiến thức của các bạn nhớ sẽ khoảng từ 50-60%, các môn khác cũng vậy. Lặp đi lặp lại như vậy giống như một thói quen. Ví dụ như là các bạn uống trà sữa mỗi ngày, các bạn cũng uống trà sữa như vậy. Và các bạn bị nghiện trà sữa, việc học cũng vậy. Nếu mà các bạn luyện tập nhiều thì các bạn nhớ càng nhiều. Và phương pháp học thứ hai đó là solo tư duy mind map. Mình sử dụng cho các môn tự nhiên và các môn như là lịch sử và địa lý vì hệ thống rất là nhiều. Thì học solo tư duy các bạn hệ thống được các kiến thức, nhớ và ghi nhớ hiệu quả hơn. Và đây là hai phương pháp mà mình sử dụng nhiều nhất trong quá trình học để trong quá trình ôn thi các bạn ôn nhanh và hiệu quả hơn. Trong quá trình học của các bạn ấy, đôi lúc các bạn học các bạn khó hiểu hoặc là không hiểu cái bài đấy và tiết chạy quá là nhanh. Một tiết của một môn ấy chỉ có 45 phút thôi, đôi lúc các bạn không có thể hiểu hết bài được đúng không? Thì hãy về nhà tìm hiểu lại cái bài và hiểu được cái nội dung của cái bài các bạn đang học. Nếu không hiểu thì có thể hỏi đứa bạn cùng bàn hoặc là đứa giỏi hơn hoặc là thậm chí là thầy cô để hiểu được cái vấn đề của bài đấy. Khi mà các bạn hiểu được nội dung ấy thì các bạn sẽ nhớ rất là lâu. Còn nếu mà các bạn chỉ học vẹt thôi ấy, thì học vẹt thì nhanh nhớ cũng nhanh quên, cái gì nó cũng có cái giá của nó cả đúng không? Và trong kỳ thi thì mỗi môn sẽ có đề cương đúng không? Thì khi mà các bạn nhận được đề cương rồi, sửa và soạn đề xong rồi thì các bạn bắt đầu vào ngay lập tức, bắt đầu vào ôn và luyện tập. Sau đó thì luyện tập đề cương xong các bạn đọc thêm bài học của các bạn ở trong sách của cái môn đó. Khi đó thì các bạn có lượng kiến thức có sẵn rồi, cận thi thì các bạn chỉ ôn lại thôi. Nên lượng kiến thức của các bạn không có một dồn một đống, một núi nữa, các bạn sẽ giảm được cái áp lực rất là nhiều. Thứ hai đó là chia thời gian thông minh theo môn thi trước và môn thi sau. Ví dụ như bạn có lịch thi thứ 3 là môn toán và thứ 6 là môn hóa chẳng hạn, thì cái môn nào mà các bạn thi trước ấy, thì các bạn ôn trước và môn thi sau thì các bạn ôn sau. Bởi vì môn thi trước cách môn thi sau cách khoảng 3-4 ngày lận, thì môn thi sau thì các bạn có đủ thời gian để các bạn ôn. Còn mình thấy một vài bạn ấy thích môn nào thì ôn trước, thích môn nào thì ôn sau. Các bạn cứ chủ quan là môn này môn kia ấy, các bạn không có chuẩn bị gì hết. Và đối với mình ấy, đừng có chủ quan bất kỳ trường hợp nào cả. Mọi thứ trên đời đều có thể xảy ra cả. Mình nghĩ để các bạn theo lộ trình của ngày thi, môn thi trước ôn trước và môn thi sau ôn sau. Nếu như môn thi trước ấy, các bạn ôn xong hoàn tất rồi thì cứ ôn môn thi sau thôi. Trước ngày thi của môn thi trước thì các bạn ôn lại bài đó là được, không có sao cả đâu. Còn các môn tự nhiên ấy, thì các bạn ôn lại những cái định nghĩa và công thức của nó, cách biến đổi công thức, làm nhiều dạng bài tập càng nhiều càng tốt. Những môn xã hội thì hầu hết là ghi nhớ và học thuộc, nếu như các bạn có mind map thì càng tốt hơn. Thứ ba đó là chia thời gian học bài trong một ngày. Bởi vì trong quá trình các bạn ôn thi thời gian ngắn như vậy ấy, thì trong một ngày các bạn phải sắp xếp thời gian để làm sao mà học bài hiệu quả nhất đúng không? Một ngày thì các bạn dậy từ 6 giờ sáng thì khoảng từ 6 giờ sáng đến 8 giờ sáng mình sẽ ăn sáng, mình sẽ sinh hoạt trong gia đình và làm những việc riêng tư trước khi mình vào ôn thi. Từ 8 giờ đến 11 giờ 30, đây là khoảng thời gian lý tưởng, đầu óc rất là minh mẫn và
thoải mái, mình sẽ học những môn xã hội. Nhưng mà mình vẫn ưu tiên theo lộ trình của lịch thi, môn nào thi trước học trước, môn nào thi sau học sau nhé. Khoảng 12 giờ đến 13 giờ 30, đây là khoảng thời gian các bạn nghỉ để ăn cơm, lướt web, sau đó ngủ từ khoảng 15 đến 20 phút để cho đầu óc của các bạn nghỉ ngơi một chút đấy. Và đừng ngủ nhiều quá, ngủ đến chiều thì mình cũng bó tay chấm con. Và sau khi ngủ dậy rồi ấy, từ khoảng 13 giờ 30 đến khoảng 17 giờ, đây là khoảng thời gian rất là nắng. Không những nắng mà buồn ngủ vô cùng luôn. Nên là buổi chiều ấy, mình hay chọn học những môn tự nhiên, bởi vì môn tự nhiên nó giải rất nhiều bài tập, nó liên quan đến đầu óc, sự logic, công thức và định nghĩa, nên mình cần phải nắm rất là nhiều thông tin ấy. Nên khoảng thời gian này mình hay căng mắt ra và não bộ của mình lúc nào cũng phải suy nghĩ ấy, nên nó không hề buồn ngủ được. Nên mình hay chọn khoảng thời gian này để ôn các môn tự nhiên. Và từ 17 giờ đến 19 giờ, đây là khoảng thời gian các bạn nghỉ để cho buổi tối. Và để đầu óc của các bạn thư thái thì các bạn nên đi chạy bộ một chút hoặc là tập thể dục ấy. Và có thể các bạn dọn nhà cũng được. Thì dọn nhà xong thì các bạn nấu ăn hoặc là phụ nấu ăn gì đấy. Ăn tối xong thì các bạn lướt web một chút, ngồi ngồi một chút để chuẩn bị ôn thi tiếp. Và 19 giờ đến 21 giờ, đây là khoảng thời gian cho biết bạn là ai vào buổi tối. Và lúc này là màn đêm đã xuống rồi. Và khoảng thời gian này mình cực kỳ tập trung luôn, nên mình sẽ học những môn xã hội. Và khoảng thời gian này mình không biết tại sao á, mình học buổi tối và học buổi sáng á, rất dễ là học thuộc. Nhưng mà so với học buổi tối thì buổi sáng của mình học hiệu quả hơn buổi tối rất là nhiều. Nhưng mà buổi tối của mình tập trung nên là mình sẽ học những môn xã hội. 21 giờ đến 22 giờ 30, đây là khoảng thời gian các bạn tổng hợp và ôn lại tất cả những kiến thức mà các bạn học được từ những môn tự nhiên, những môn xã hội các bạn học được trong ngày, hoặc là những môn mà các bạn đang cần học và cần có kiến thức trong ngày. Thì khi các bạn ôn lại rồi, những kiến thức các bạn thiếu thì các bạn bổ sung thêm. Từ 22 giờ 40 đến 6 giờ sáng ngày hôm sau thì đây là khoảng thời gian các bạn đi ngủ. Các bạn nên ngủ đủ giấc để cho đầu óc của các bạn minh mẫn và tập trung. Hãy nhớ ngủ đủ giấc nhé, đừng có vì tham quá, ngày mai các bạn sẽ bị mệt đấy. Nên hãy ngủ đủ giấc. Để ôn thi trong một thời gian ngắn hiệu quả thì trong quá trình học tập các bạn cần có một phương pháp học phù hợp với bản thân để có thể ghi nhớ hoặc là nhớ hiểu được cái nội dung đó từ 50 đến 60% để trong quá trình ôn thi của các bạn hiệu quả nhé. Nhớ like và subscribe để ủng hộ channel của mình và nhớ là thi tốt và cố gắng làm bài thi nhé. Cảm ơn mọi người rất nhiều.